Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Tòa án Việt Nam lạc điệu với tiến bộ xã hội. Có thể nói, quan điểm đường lối kết tội vụ Hồ Duy Hải là một lề lối giải quyết án có tính chất khung, có thể áp dụng trong nhiều vụ án khác. Cho nên, nếu nói Hồ Duy Hải bị oan thì chính cái lề lối, nhận thức và lối làm án là cái gây oan cho Hồ Duy Hải. Luật sư Ngô Ngọc Trai đã đưa ra bài bình luận về vụ án Hồ Duy Hải trong bối cảnh những nhận thức cũ mòn của hệ thống tòa án tại Việt Nam. Đây là hình ảnh 17 trên 17 vị thẩm phán đã biểu quyết tán thành tuyệt đối với tỷ lệ 100% cho việc y án tử hình Hồ Duy Hải. Ở đây cần thừa nhận một điều là hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao gồm những người có chuyên môn kinh nghiệm xét xử có thể đã thực sự tin rằng việc kết án Hồ Duy Hải có tội là đúng đắn, công lý. Các thẩm phán đó đã hẳn sâu nhận thức về một đường lối làm án, một lề lối nhận thức cũ mòn đã thành thói quen. Họ không thấy có vấn đề gì với cung cách đánh giá chứng cứ và kết án như vậy. Và vụ Hồ Duy Hải ở vụ án này khi chuyển đến sẽ được thẩm phán nghiên cứu trong vài tháng. Khi thấy rằng có nhiều lời khai nhận tội và mọi thứ phù hợp với nhau thì khi đó đã tạo thành niềm tin nội tâm ở thẩm phán rằng bị cáo có tội. Vậy giờ đây những người muốn cứu Hồ Duy Hải thì phải cứu bằng cách nào? Và làm sao có thể để vượt qua được những nhận thức đã thành nếp của các vị thẩm phán này? Chỉ có một cách, đó là nâng cao tiêu chuẩn xét xử. Tức là đòi hỏi phải nâng cao điều kiện cơ sở để kết tội, nhất là tội án tử hình, yêu cầu phải xác lập được những cơ sở vững chắc cho việc kết tội này. Bằng cách đó, một mặt sẽ giữ được thể diện cho ngành tòa án, động viên họ rằng việc kết tội như vậy đã làm là không sai với những gì là truyền thống lâu nay, từ đó tạo khả năng chấp thuận về việc thảo luận và xây dựng một tiêu chuẩn cao hơn cho việc xét xử. Và khi không bị quy trách nhiệm, người ta mới có lý do cho sự hợp tác thay đổi. Và rõ ràng là những tiêu chuẩn, quy chuẩn xét xử, lề lối làm án lâu nay tương thích với một giai đoạn chính quyền chuyên chính, xã hội tương đối lạc hậu, thì cái quy trình tiêu chuẩn đó có môi trường, không gian để tồn tại. Nhưng khi đời sống kinh tế xã hội đã phát triển, trình độ nhận thức của người dân đã tiến bộ, người dân có ý thức về an ninh và an toàn cá nhân và nhu cầu về công lý xã hội thì sẽ đặt ra đòi hỏi cao hơn ở phía quản lý nhà nước nói chung và công tác xét xử nói riêng. Và nếu không nhận thức ra được điều đó thì ngành tòa án sẽ lưu giữ những lạc hậu và hành xử lạc điệu với tiến bộ của xã hội. Đây là hình ảnh, bản ảnh thực nghiệm hiện trường điều tra Hồ Duy Hải đang lục ngăn bàn để cướp tài sản. Thế nhưng các dấu vân tay tại hiện trường hoàn toàn không phải là của Hồ Duy Hải. Kết tội chủ yếu do lời khai trong vụ án Hồ Duy Hải đúng ra cần phải có chứng cứ, vật chứng. Hay nói như ông Lê Minh Chí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao là phải có chứng cứ trực tiếp mới đảm bảo cơ sở để kết tội. Ví dụ như đúng ra phải có chứng cứ về vết máu của nạn nhân tìm thấy trên người Hồ Duy Hải, hoặc là tài sản bị cướp của nạn nhân tìm thấy ở nhà Hải, hoặc là dấu vân tay của Hải có trên công cụ phương tiện gây án, hay như phát hiện mẫu máu của Hồ Duy Hải ở hiện trường, hoặc có nhân chứng nhận ra Hồ Duy Hải hay các dữ liệu camera thu được cho thấy Hồ Duy Hải ở hiện trường hay rời khỏi hiện trường. Nếu không có các chứng cứ đó thì không thể kết tội. Và thực tế trong vụ án này chỉ có các chứng cứ lời khai gián tiếp. Tòa án dựa vào những cơ sở để căn cứ những yếu tố để có thể kết tội khiến dư luận hoài nghi. Việc nâng cao chuẩn mực xét xử sẽ đòi hỏi nâng cao tri thức xét xử. Và tri thức xét xử là một vấn đề của ngành tòa án lâu nay. Phía tòa án thì cho rằng Hồ Duy Hải có 25 lời khai nhận tội và những lời khai này phù hợp với các chứng cứ khác. Nếu không phải là thủ phạm thì không thể biết được. Nhưng thật ra đó chỉ là 25 biên bản ghi chép lời khai có chữ ký của Hồ Duy Hải mà thôi. Những bản ghi chép đó là những tài liệu sơ cứng khác hoàn toàn với lời khai báo tai nghe mắt thấy trực quan sinh động. Và các bản ghi chép lời khai đã qua sự sàng lọc và tác động bởi ý chí, nhận thức của nhân viên điều tra nên thành ra sẽ rất khác so với lời khai báo thực tế của bị cáo. Đây là hình ảnh người có 17 năm tù oan Huỳnh Văn Nén cởi áo trước tòa chỉ ra vết thương do bị tra tấn bức cung, nhưng hội đồng xét xử đã từ chối xem xét. Hiện nay, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự mới đã quy định phải ghi âm, ghi hình khi hỏi cung. Điều đó mới tạo ra chứng cứ đúng như nguyên nghĩa về lời khai nhận tội. Đó là lời nói bằng âm thanh và hình ảnh, nét mặt, cử chỉ, dáng điệu. Cho nên, cái gọi là lời khai nhận tội lâu nay, nếu là người nước ngoài thì họ sẽ tưởng là lời nói nhận tội. Nhưng người Việt Nam thực ra đó chỉ là các giấy tờ có chữ ký của bị can mà thôi. Và đương nhiên, nhiều trường hợp đã bị ép cung.
và họ buộc phải ký. Mặt khác, bộ luật tố tụng hình sự, theo lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ nếu phù hợp với những chứng kiến khác của vụ án và không được dùng nhờ nhận tội của bị can, bị cáo làm chứng cứ duy nhất để buộc tội, kết tội. Tức là pháp luật dựa trên kinh nghiệm tư pháp thế giới đã yêu cầu phải nghi ngờ, dè chừng với những lời nhận tội của bị cáo. Vậy 25 lời khai nhận tội kia cứ cho là phù hợp với các chứng cứ khác trong vụ án thì nó cũng chỉ là một chứng cứ buộc tội duy nhất mà thôi. Và theo luật thì không được sử dụng lời nhận tội là bằng chứng duy nhất để kết tội. Vậy trong vụ án còn có chứng cứ buộc tội nào khác hay không? Tôi thấy là không. Vì ngoài chứng cứ lời khai nhận tội của Hồ Duy Hải thì thấy có một nhân chứng khi đến giao dịch vào buổi tối hôm đó có thấy một thanh niên ngồi ở hàng ghế chờ đang nghịch điện thoại, nhưng người đó không quen và không thể khẳng định đó là Hồ Duy Hải. Hoặc đống tro than đốt ở vườn nhà dì Hải cũng chỉ giám định ra có dấu vết của nhựa và vải. Kết quả giám định không khẳng định đó đúng là các sim các điện thoại, thẻ đã bị mất. Tựu chung lại, vụ án chỉ có lời khai nhận tội và nếu đánh giá chặt chẽ thì không có đủ điều kiện để kết tội theo đúng tiêu chuẩn của Bộ Luật Hình sự Việt Nam hiện nay. Đây là hình ảnh thẩm phán Lê Quang Hùng, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử Hồ Duy Hải, đã có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường vào ngày 20 tháng 8 năm 2008. Mặc dù hồ sơ còn trong tay cơ quan điều tra, chưa đến khâu chuyển giao cho tòa án. Thật kỳ lạ, không ai hiểu nổi vì sao thẩm phán lại tham gia khâu điều tra cùng với cơ quan công an. Điều này rõ ràng là vi phạm trắng trợn vào sự độc lập của cơ quan điều tra. Cho nên, việc nâng chuẩn để xét xử giản dị cũng chỉ là đòi hỏi của ngành tòa án phải áp dụng chặt chẽ đúng quy định của pháp luật đã có. Để ý thì thấy ngành tòa án lâu nay có cung cách làm việc sáo mòn, đơn điệu, các đánh giá phán quyết chỉ xung quanh các yếu tố về chứng cứ và điều luật, trong khi lại rất thiếu các lý lẽ biện giải có tính chất triết lý mà qua đó người dân muốn bị thuyết phục để rồi đặt niềm tin vào công lý và tầm cỡ của tòa án. Vụ án Hồ Duy Hải liên quan tới cái chết của hai cô gái và một bản án tử hình, nỗi đau quá lớn đụng chạm tới lương tâm của xã hội và chứa đựng trong đó các vấn đề triết lý, nhân bản sâu xa. Từ đó đặt ra đòi hỏi về sự xác quyết, chân lý và thiết lập lại hệ thống quy định của pháp luật. Nhưng cách xử lý của tòa án lại không đáp ứng được kỳ vọng, cảm thức công lý của công chúng. Cũng không có gì cho thấy ngành tòa án nhận ra vấn đề nội tại của mình và có kế hoạch cải thiện năng lực, khắc phục sự lạc điệu, đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của xã hội. Tới nay, việc xử lý vụ Hồ Duy Hải tiếp theo thế nào sẽ cho thấy các cơ quan nhà nước muốn làm gì với nền tư pháp. Nếu họ thấy mọi thứ vẫn ổn thì sẽ không có thay đổi gì đối với bản án của Hồ Duy Hải. Còn nếu vì xét xử, xét thấy cảm thức công lý của dân chúng, các cơ quan sẽ phải đánh giá lại vụ án Hồ Duy Hải. Chỉ có một con đường duy nhất để làm việc đó là đòi hỏi phải có bằng chứng vững chắc hơn trong việc kết tội. Và nói một cách khác là nâng cao tiêu chuẩn xét xử và đặt ra những cải cách sâu rộng đối với ngành tòa án. Luật sư Ngô Ngọc Trai đã đưa ra kết luận như vậy. Từ Hà Nội, nhà văn Hoàng Quốc Hải cũng lên tiếng như sau: không thể câm nín mãi trước bất công và phi lý. Không phải mọi người nói Hồ Duy Hải có tội hay không có tội, mà vấn đề là ở chỗ bản án được tòa án tối cao xét xử giám đốc thẩm tuyên tử hình lại không có bất cứ một vật chứng nào làm bằng cớ chứng minh cho hành vi gây án của bị án Hồ Duy Hải, thay vào đó đầy những lời cung. Do vậy, bất cứ một người có đầu óc bình thường nào cũng không thể tin được, chứ đừng nói giới luật gia. Đây là hình ảnh, bên trái là Hồ Duy Hải thực nghiệm hiện trường hành vi giấu con dao gây án với tấm bảng lật mặt phải ra ngoài, bên phải là hiện trường vụ án với tấm bảng quay bể trái ra ngoài. Đây là sự cố ý tạo hiện trường thuận lợi cho con dao, vì nếu tấm bảng có mặt trơn quay vào trong thì không có khe để giấu con dao. Việc tự ý thay đổi hiện trường vụ án để thực nghiệm điều tra cũng là dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Các thành phần xã hội tham gia phản biện như thế tưởng đã quá đủ, bất tất một nhà văn như tôi cần gì phải nói thêm. Bất giác đọc trên mạng xã hội thấy mấy dòng chữ đậm đóng khung như sau: cơ quan điều tra khi khám nghiệm hiện trường đã phát hiện cái thớt dính máu nằm cạnh đầu cô Hồng, mà cơ quan điều tra không biết đó là hung khí gây án nên đã không thu giữ. Về cây dao gây án do sơ suất nên người ta đã vứt đi. Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã nói như vậy. Về nghiệp vụ cán bộ điều tra thì cán bộ từ cấp xã, phường đều đã được học luật như luật dân sự, luật hình sự nhằm giải quyết các tranh chấp dân sự từ cấp cơ sở. Công tác điều tra hình sự từ cấp huyện, quận trở lên được xem là nhiệm vụ chuyên trách.
Mỗi khi có vụ án xảy ra, việc đầu tiên là cô lập hiện trường, bắt giữ hung thủ, thu thập tang vật, lấy cung những người trực tiếp chứng kiến. Trong trường hợp hung thủ đã tẩu thoát, thì việc giữ nguyên hiện trường, thu thập tang vật là điều tối quan trọng trong nghiệp vụ của các cán bộ điều tra. Vậy mà cơ quan điều tra khi khám nghiệm hiện trường đã phát hiện cái thớt dính máu nằm cạnh đầu cô Hồng mà do cơ quan điều tra không biết đó là hung khí gây án nên đã không thu giữ và rất nhiều chứng cứ khác. Thế mà đây là vụ án hình sự, giết hai mạng người cùng một lúc với hành vi hết sức dã man. Tất cả đều phơi ra trước hiện trường, nhưng cán bộ điều tra lại vứt hết vật chứng như cái thớt dính máu, chiếc ghế và con dao có liên quan đến việc gây án, kể cả các vết máu. Các vật trên đều được gom lại và vứt đi hết. Nhưng được ông chánh án tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình bao biện rằng do sơ suất của cán bộ điều tra vì không biết đó là vật gây án. Trong án văn, chánh án tòa án tối cao Nguyễn Hòa Bình lại nói tiếp như sau: tuy có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án, vì bản chất của vụ án là phải tìm cho bằng được một người nào đó để giết. Và ông thao thao bất tuyệt đọc như một học sinh cấp 1 đọc bài học thuộc lòng trước hội trường của Quốc hội về các lời khai được cho là của tử tù Hồ Duy Hải nhận tội giết hai cô gái ở bưu điện Cầu Voi. Và ông Nguyễn Hòa Bình cho đó là bằng chứng buộc tội và ông kết luận Hồ Duy Hải án tử hình. Và có kẻ còn đe dọa các đại biểu Quốc hội nên thận trọng khi phát biểu, kẻo thế lực thù địch lợi dụng. Tự nhiên tôi chợt nghĩ đến hình ảnh Triệu Cao phát biểu trước triều đình của Tần Nhị Thế khi y đưa con hươu vào sân triều, nói đó là đó con ngựa để tặng nhà vua. Trong khi vua còn ngơ ngác, Triệu Cao chỉ vào con hươu hỏi các quan: đây là con ngựa có đúng không? Gần hết số quan có mặt đều đồng thanh đáp: con ngựa. Và liệu ta có thể tin được lời ông Nguyễn Hòa Bình, nhân danh chánh án tòa án nhân dân tối cao nói hay không? Và xin thưa, bất cứ một cán bộ điều tra nào cũng có nghiệp vụ cơ bản. Vậy điều ông chánh án Nguyễn Hòa Bình nói là không khả tín, trừ trường hợp chúng ta đang sống vào thời của Tần Nhị Thế. Song nếu sự việc xảy ra đúng như ông chánh án tòa án tối cao nói, thì nút thắt đầu tiên nằm ở cán bộ điều tra, thủ tiêu tàng chứng, đương nhiên là tòng phạm. Tại sao ông chánh án tối cao lại sáng suốt bỏ qua chi tiết như vậy? Và những gì đã được phơi bày ra trước công luận thì vụ án này có quá nhiều chi tiết đáng ngờ về phía cơ quan điều tra và cơ quan xét xử. Đây là hình ảnh nhà văn Hoàng Quốc Hải, 82 tuổi, tác giả của hai bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ, là bộ Tám Triều Vô Lý gồm 4 tập viết về nhà Lý từ khi khởi nghiệp đến khi kết thúc năm 1009 đến năm 1225 và trải dài 216 năm trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Bộ Bão Táp Triều Trần gồm 4 tập, bộ sách liền mạch từ khi nhà Trần ra đời cho đến khi kết thúc sứ mệnh lịch sử 175 năm tồn tại. Và cơ quan điều tra thì thủ tiêu tăng chứng, rồi cơ quan xét xử các cấp từ sơ thẩm, trung thẩm, thượng thẩm và giám đốc thẩm đều nhất trí trọng cung chứ không trọng chứng và đều thống nhất án tử hình. Nhân danh một nhà văn cao tuổi, tôi đề nghị như sau, ông nói. Thứ nhất là điều tra lại vụ án từ đầu bởi một số thành phần do Ủy ban Tư pháp Quốc hội chỉ định. Thứ hai là Quốc hội cho phép một nhóm luật sư do Hội Luật gia Việt Nam tập hợp các luật sư có kinh nghiệm và có trình độ nghiệp vụ, có lương tâm nghề nghiệp, họp thành một nhóm điều tra độc lập trong vụ án Bưu điện Cầu Voi. Thứ ba là phải đưa nhóm cán bộ điều tra vụ án Bưu điện Cầu Voi vào diện điều tra với tội danh tòng phạm trong vụ án giết người này. Và thứ tư là phải trả lại tự do ngay lập tức cho Hồ Duy Hải, bởi trong cáo trạng đều nêu kẻ giết người đã sờ soạng kích dụng nạn nhân, đã bóc cổ nạn nhân, đã cầm hung khí như dao, thớt, ghế đánh vào đầu nạn nhân. Nhưng những vân tay thu được không có một vân tay nào trùng với vân tay của Hồ Duy Hải. Đó là bằng chứng hùng hồn chứng tỏ Hồ Duy Hải vô tội. Và lại, phàm ai bị cáo dưới tội danh gì đều được coi là vô tội cho đến khi tội danh ấy được chứng minh rõ rệt trong vụ xét xử công khai, có đủ đảm bảo cho bị cáo về quyền bào chữa. Đây là trích trong tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc công bố vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Và căn cứ vào tuyên ngôn nhân quyền, quá trình xét xử vụ án Hồ Duy Hải có mấy vấn đề đó vẫn chưa ổn như sau. Quá trình xét xử và luận tội, tòa án các cấp đều không dẫn ra được bằng chứng phạm tội của Hồ Duy Hải mà chỉ căn cứ vào lời cung, tức là trọng cung hơn trọng chứng. Bởi những gì gọi là chứng cứ thì cơ quan điều tra đã chủ động thủ tiêu, nhưng được ông chánh án tòa giám đốc thẩm biện minh rằng cơ quan điều tra không biết đó là hung khí gây án nên đã không thu giữ. Như vậy tòa án kết án chỉ căn cứ vào cung chứ không có chứng. Nhưng cung thì không một ai có thể tin nổi, vì sự bức cung là một truyền thống đáng kinh ngạc của cơ quan điều tra tại Việt Nam mà đứng đầu là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an.
và nạn nhân của oan sai thì rất nhiều, xin không dẫn viện thêm vào bài viết này. Tiếp theo là quá trình tố tụng và xét xử. Luật sư bào chữa cho bị can Hồ Duy Hải không được tòa tôn trọng, không được tham dự và tranh tụng đầy đủ như luật định mà tùy thuộc vào thẩm phán và phiên tòa. Lúc cho tham dự, lúc mời khỏi tòa. Vừa đuổi đi hôm trước, hôm sau lại mời lại một cách tùy tiện. Việc giam giữ công dân vô tội ròng rã 12 năm và khép vào án tử hình nếu không được thay bằng một vụ án khác có điều tra minh bạch và trước khi xét xử lại phải trả tự do ngay cho Hồ Duy Hải thì còn có cơ hội cứu vãn được nền pháp trị của nước nhà. Và rồi vụ xét xử sau mà có bằng chứng buộc tội Hồ Duy Hải có sức thuyết phục về mặt pháp lý sẽ được công chúng hoan nghênh. Còn như bản án giết người không có bằng chứng này mà được thi hành thì nền pháp trị của Việt Nam được xem như đã cáo chung và có nguy cơ vụ này sẽ là mở đầu cho một thời kỳ luật rừng lên ngôi. Nhà văn Hoàng Quốc Hải đã đưa ra kết luận như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020 với bản tin Tòa án Việt Nam lạc điệu với tiến bộ xã hội. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.